Chuyện đó phải scandal, cái đó có là gì đâu, cái đó chỉ là một bài báo người ta đi quá vấn đề thôi. Trường Giang lần đầu lên tiếng về ồn ào hôn lén Thùy Tiên hay có cử chỉ thân mật với bạn diện nữ. Mới đây trong một buổi trò chuyện talk show, Trường Giang đã có những chia sẻ chân thành về chuyện nghề kể từ thời điểm mới hoạt động nghệ thuật cho đến hiện tại. Nhắc đến ồn ào hôn trộm Thùy Tiên lúc cả hai cùng đóng tiểu phẩm ở Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Trường Giang thẳng thắn chia sẻ: "Chuyện đó không phải scandal, đó chỉ là một bài báo đi quá vấn đề thôi. Tôi và Thùy Tiên bình thường với nhau chứ có gì đâu. Đó chỉ là vai diễn mà nhân vật nam thể hiện tình cảm để người khác thấy." Khi được hỏi đó có phải là hệ quả sau nhiều lần bị bắt gặp thân mật với các bạn diễn nữ trên các chương trình, nam danh hài cho biết: "Bây giờ tôi kỹ lắm, dễ gì, giờ là nghỉ rồi, con tôi cũng lớn rồi, kỹ là kỹ về kịch bản. Nếu cảnh quay đó cần thiết thì tiếp tục, còn không thì tôi sẽ bỏ luôn cảnh thân mật đó. Cũng có những phim cần tình huống như thế chứ. Như phim gần nhất tôi quay cảnh thân mật không rõ, ôm nhau thì có, còn hôn chưa kịp đã cắt rồi." Ngoài ra trong chương trình, Trường Giang cũng chia sẻ về cách đón nhận những bình luận tiêu cực khi bị chê nhạt nhòa, bị ném đá khi tham gia các show thực tế. "Tôi biết nhiều bình luận như thế chứ, nhưng cuộc đời mà, phải vậy thôi, sẽ có người ghét, người thương. Người ghét mang lại cho mình cảm xúc khó chịu, còn người thương làm mình nở nụ cười. Tất cả những cảm xúc đó là việc mình buộc phải chấp nhận trong cuộc đời này và mình phải nhìn vào đó một cách sáng suốt nhất. Ví dụ người ta nói: ê, ông này sao suốt ngày cứ mang dép tổ ong? Họ nói đúng, nếu tôi mang dép tổ ong đó lên chương trình tôi dẫn. Còn nếu tôi mang dép tổ ong đi với vợ và con thì họ nói sai. Nếu tôi mặc quần đùi lên chương trình làm MC thì tôi sai. Còn nếu tôi mặc quần đùi trong vườn nhà, trong một chương trình riêng của tôi cho gần gũi với anh em nghệ sĩ thì tôi đâu có sai. Mình phải sáng suốt những điều đó. Tuy nhiên mình phải chấp nhận vì mình còn được người ta bàn tán. Đến một ngày người ta không nói gì về mình nữa thì chỉ còn nằm khóc trong phòng thôi. Họ còn nói về mình là họ còn quan tâm." Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.